Chào anh em, hiện tại trên tay mình đang là cuốn sách ảnh có tên là TTP của nhiếp ảnh gia người Nhật Hayahisa Tomiyasu. Bên cạnh khung cửa sổ trong căn nhà mà tác giả đã ở trong quá trình học tập tại thành phố Leipzig của Đức, thì anh đã dành ra 5 năm để quan sát và ghi lại đa dạng các hoạt động của nhiều người xung quanh một chiếc bàn bóng bàn. Thì cái tên TTP của cuốn sách, viết tắt của Tisch Tennis Platte trong tiếng Đức có nghĩa là chiếc bàn bóng bàn. Thì cuốn sách ảnh này đã giành giải First Book Award năm 2018 của nhà xuất bản độc lập Mac và nhận được nhiều hoan nghênh của giới phê bình. Thì cuốn sách cùng 186 bức ảnh ghi lại sự thay đổi của khung cảnh thiên nhiên qua 4 mùa, mọi người đến rồi đi, duy chỉ có chiếc bàn bóng bàn là vẫn ở lại. Khi mở ra cuốn sách ảnh này cho mọi người cùng xem, mình cũng sẽ kể về khởi nguồn, tại sao tác giả lại thực hiện ý tưởng ảnh này và thông qua hình tượng chiếc bàn bóng bàn thì chúng ta cũng sẽ bàn luận thêm. Đây là cuốn sách ảnh TTP và mình sẽ lật dở để các bạn có thể cùng xem. Thì cái việc chụp ảnh chiếc bàn bóng bàn xuất phát từ sự tò mò về một chú cáo mà Hayahisa tình cờ nhìn thấy trong một lần dạo bộ. Đó là vào ngày 14 tháng 8 năm 2011. Anh chia sẻ trong lời giới thiệu cuốn sách ảnh của TTP. Thì vào một sáng ngủ dậy, 2 tuần sau lần đầu bắt gặp chú cáo đó, thì anh nhìn ra ngoài cửa sổ và căn hộ của Hayahisa ở nằm trên tầng 8 và nhìn về phía nam. Phía trước của tòa nhà thì có một sân vận động, bên phải là một bể bơi trong nhà và một sân bóng đá nhỏ liền kề với phòng tập gym. Ở bên trái thì anh nhìn thấy một cái hố cát, một đường chạy, một sân bóng khác lớn hơn và một chiếc bàn bóng bàn. Anh phát hiện ra là một chú cáo đang bình tĩnh băng qua hố cát và đường chạy. Nó dừng ngay trước chiếc bàn bóng bàn và ngẩng đầu lên nhìn cái bàn, rồi sau đó thì nó bỏ đi. Và kể từ khi ấy thì Hayahisa luôn trông đợi bên bộ cửa sổ để chờ chú cáo, nhưng nó không bao giờ xuất hiện nữa. Và từ đó thì anh bắt đầu quan sát chiếc bàn bóng bàn. Như mọi người có thể thấy ở đây thì chiếc bàn bóng bàn là một vật vô tri, đã trở thành nhân chứng lặng lẽ, chứng kiến các hành vi nơi công cộng của con người. Và cái công năng chính của chiếc bàn này là để chơi bóng bàn. Nhưng qua hình ảnh của Hayahisa thì chúng ta thấy mọi người đến và dùng chiếc bàn để thực hiện một loạt sinh hoạt của họ như là tắm nắng này, nằm đọc sách, tập thể dục hay là giải trí, thậm chí là làm cả tiệc đứng ăn uống, hay có những người thì tìm nơi đây như một cái chỗ để họ ẩn náu khỏi những con phố ồn ào. Không có bức ảnh nào cho thấy là chiếc bàn được sử dụng đúng mục đích ban đầu của nó, và theo mình là Hayahisa đã biến chiếc bàn thành một vật thể sống không thể tự mình dịch chuyển, một diễn viên không lời trong một bộ phim về xã hội thu nhỏ. Tác giả vén tấm màn sân khấu và lần lượt đưa lên các vai diễn cuộc đời để chúng ta có thể ngắm nhìn người khác và thấy chính mình trong họ. Chia sẻ với tạp chí It's Not That, thì Hayahisa cho biết là anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức trong quá trình thực hiện dự án này. Thì anh cố gắng ở trong phòng nhiều nhất có thể, và thi thoảng thì anh phải hủy bỏ các buổi hẹn bất cứ khi nào có người xuất hiện ở khu vực quanh chiếc bàn để không bỏ lỡ một cái khoảnh khắc nào cả, thậm chí là vào cả dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Khi lật sở từng trang sách thì chúng ta có thể thấy là tất cả các bức hình của Hayahisa đều thẳng thớm, chỉn chu khi được chụp ở cùng một tiêu cự với khung hình dọc. Tuy là phải dịch chuyển vị trí đứng chụp ảnh sang trái hoặc phải tùy thuộc vào chỗ đứng của mọi người, thì anh vẫn duy trì cảm giác về một góc nhìn duy nhất, đều đặn và không thay đổi từ đầu đến cuối. Giống như là việc chiếc bàn luôn ở đó qua 4 mùa xuân hạ thu đông, bao người đến kẻ đi để lại những lưu niệm vô hình trên chiếc bàn. Nhiếp ảnh gia đã trao cho vật thể một cái đời sống tinh thần riêng biệt qua góc nhìn của mình khi chiếc bàn không còn đơn giản chỉ là chiếc bàn bóng bàn nữa. Ngoại trừ việc chơi bóng bàn ra thì cái chiếc bàn này được tận dụng để làm tất cả mọi thứ. Tập thể dục nghỉ ngơi. Rồi mùa đông thì chiếc bàn ít người ghé thăm vì lạnh quá. Rồi mùa thu, khung cảnh cứ lần lượt thay đổi, nhưng mà cái chiếc bàn này thì gần như là không, nó vẫn đứng nguyên ở đấy. Thi thoảng thì có một người nào đó họ sẽ dịch chuyển cái bàn ra khỏi vị trí của nó.
Thậm chí là khi mà trời tối rồi thì có những người họ ra đây ngồi một mình, họ xem điện thoại, nhìn rất là cô đơn. Cảm ơn anh em đã nghe mình giới thiệu cuốn sách ảnh lần này. Hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ mượn được một cuốn sách khác để giới thiệu với anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.